Chương 1, gọi tao là đại thiếu gia. Nghe chọn bộ tại mê audio com Một ngày mùa đông lạnh lẽo, vụ việc bé gái sơ sinh bị mẹ ruột vứt ngay tại sọt rác đằng sau ký túc xá trường đại học khiến dư luận xôn xao. Người ta trách bà mẹ trẻ, cũng trách tình người bạc bẽo. Em bé được bọc trong cái chiếu rách mang đến trước chùa sư thầy nhìn khuôn mặt chúng chím đáng yêu lặng lẽ thở dài cùng chiều hôm đó có người đàn ông to cao vạm vỡ đeo kính dâm che kín mặt cùng vợ tới chùa làm từ thiện người con gái ấy trông rất đẹp tuy cô ấy mang bầu nhưng vẫn giữ được vóc dáng khá là hoàn hảo nghe sư thầy tâm sự về em bé người con gái không cầm được mà rơi lệ người đàn ông vì chiều vợ nên quyết định nhận nuôi cô bé một tháng sau, ngôi biệt thự của vợ chồng nọ ngập tràn tiếng cười, chào đón bảo bối đầu lòng. Sao 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 Sen năm nay 4 tuổi rưỡi, người hầu thứ 18 của gia đình họ Hoàng. Thực ra cô có tên, một cái tên rất hay, Trương Ngọc Uyển Nhi, nhưng biết làm sao, cậu chủ thích gọi cô là Sen thì cô là Sen thôi từ lúc biết nhận thức cô đã được đào tạo cậu chủ là số một cậu sống cô sống cậu chết cô chết cậu đi đâu cô phải đi đó nói chung cậu chính là bầu trời của cô sen sen dạ cậu chủ gọi em ạ à? có em đi xem phim với tao phim gì ạ à? mày còn phải hỏi đấm cho một trận bây giờ cậu chủ thích nhất là xem phim kiếm hiệp trung quốc mà cô lại thích xem búp bê Barbie nhưng biết làm sao thân phận người ở cô ngoan ngoãn Dạ, bùm, bùm, chiếu, chiếu, cậu nghe có vẻ rất hứng thú. Sen ngồi bên cạnh, mặt mũi tiêu nghỉu. Đại thiếu gia của tôi, xin cậu đừng đi, xin đại thiếu gia thương cho bọn nô tí. Không được, ta phải làm việc lớn, đừng cản ta, ngoài kia vẫn còn bao nhiêu người cần ta tới cứu, nói đoạn, nhân vật nam chính vận công phu một phát, bay liền qua mái ngói. Cậu chủ xem phim, mắt chữ O, mồm chữ A, cậu đắc chí lắm quay sang bảo, Sen, từ giờ mày phải gọi tao là đại thiếu gia, nghe chưa? Hả, mặt cô bé ngơ ngác, cậu đúng là học đòi mà, bắt trước trên tivi chứ gì, cô biết thừa. Mày ngây cái gì con kia? Cậu quắt, cậu rất chi là nóng tính, mặt Sen tái mét, nhanh nhảu. Đại, đại thiếu gia, gọi lại. Đại thiếu gia, to nữa lên. Đại thiếu gia, tốt, xuống bảo nhà bếp làm tao bát mì tôm đại thiếu gia, bà chủ đã dặn không được ăn mì, mì rất nóng, không tốt ạ, à, dặn gì, lời bà chủ với lời cậu ai to hơn. Cậu dơ nắm đấm, sen đã sợ phát khiếp. Vâng, vâng, em đi, bảo mọi người không được nói với bà chủ. Dạ, thế mà còn vênh váo, lời bà lời cậu lời ai to hơn, sen là sen cũng chỉ dám thắc mắc thế thôi, rồi cũng ngậm ngùi mà lủi. Chương 2, mời đại thiếu gia dạy đi học nghe chọn bộ tại mê chuyện... chương 3, sen ơi, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Chống trường điểm, việc của sen là thu dọn sách vở, đồ dùng học tập cho cậu. Cô bé con nhỏ xíu khoác trên vai hai chiếc ba lô to sụ. Mang đây tao đeo cho. Cậu ra lệnh, thôi để em đeo. Con này, dạo này hay cãi nhỉ. Lầm lũi đưa trả cậu ba lô. Cả ba lô của mày nữa. Dạ, đưa đây. Nhìn cái gì mà nhìn, đưa đây. Dạ, lúc đi về họ có gặp một bé gái khác, bé gái ấy mặc một bộ váy hồng, trên đầu đeo chiếc kẹp tóc hình con bướm, xinh ơi là xinh, sen nhìn mà thích hết cả người. Mày sắp chảy nước dãi ra rồi đấy. Dạ, cậu chủ khinh bỉ đi trước. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, đợi em, em bảo này, cái kẹp tóc ấy đẹp nhỉ, lung linh lung linh, cậu chủ lườm nó. Nó chợt giật mình, phát hiện vô cùng thú vị, cậu là con trai mà đâu có thích cặp tóc, hích sao 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 nhà đại thiếu gia có nhiều người giúp việc, nhưng tính ra cũng chỉ có 5 người ở lại buổi tối. Đều sống trong khu nhà phía dưới. Sen nhỏ tuổi nhất, ai nói gì cũng nghe lời, hai má lúc nào cũng phúng phính hồng hồng nên được mọi người rất yêu chiều. "Sen ơi, hôm nay có canh cua đấy." Bác Hồng gọi Sen á, à, thật á, à, thích quá, yêu bác Hồng quá đi mất, sen hôm nay đi học thế nào, vui không? Sen đỡ bát cơm từ tay bác Cúc, phụng phịu. Cũng vui ý nhưng đại thiếu gia bảo con học rốt. Kệ cậu ấy, ăn đi con, ăn cho sinh, mai bác bảo anh sen làm trong chóng cho nhé, bác súng vừa nói, vừa cười nham hiểm. Nhà bác súng có anh sen, anh hơn sen 5 tuổi, từ ngày sen về nhà, bác súng đã tuyên bố nhận sen làm con dâu rồi. Sen nghe thấy trong chóng, thích lắm, gật đầu lia lịa. Sen, Sen, bà chủ gọi kìa. Chị Cúc từ đâu hớt hơ hớt hải. Sen nghe rồi, chào mọi người, cun cút lên biệt thự phía trên. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là đại thiếu gia của cô rất giỏi giả nai. Trước mặt cô thì ghê ghê gớm gớm, gặp bà chủ thì lúc nào cũng tròn xe ngây thơ như con cún con. Bà chủ cưng cậu lắm. Sen lấm lét chào ông bà bài ca quen thuộc muôn thuở mẹ không ăn đâu cuti không thích ăn vâng biệt danh của cậu chủ là cuti lý do vì sao cậu có cái biệt danh đó ý à là vì cậu ba tuổi mới cai sữa à? bà chủ thấy cậu không chịu ăn xót xa lần nào cũng gọi sen lên ăn đi con bà bảo sen cơm trên này khác hẳn cơm cô ăn dưới nhà ngon hơn rất nhiều bà chủ ông chủ đều hiền hiền nên sen ăn rất tự nhiên rất ngon lành đại thiếu gia thấy sen ăn ngon, cũng lao vào tranh ăn. Hầu như tuần nào, sen cũng ăn cơm với nhà bà mấy bữa liền. 8 giờ tối, sen, sen đang tập viết chính tả, thấy cậu gọi, giật bắn cả mình. Vội vàng chạy lên phòng cậu. Cậu chủ cu ti, có em. Tao vả cho mày vỡ mồm bây giờ, mày ăn sằng nói bậy cái gì đấy. Sen đứng mà chân run rẩy. Em có nói gì đâu, em chỉ gọi cậu chủ tao cấm, không được gọi như thế, tao dặn mày gọi tao là gì? Dạ, đại thiếu gia, sen Lý Nhí. Chơi trốn tìm với tao? Nhưng em còn phải làm bài tập về nhà. Mày làm cái gì mà làm, mày không cần học. Sao cậu cần học mà em lại không cần học? Sen Lý sự, ừ nhỉ, mà sao tao lại phải học nhỉ, đợi tí tao đi hỏi ba tao. Dạ, cô bé con lại cắm cúi làm bài. 20 phút sau, đại thiếu gia tiếp tục gọi. Sen, em đây, tao hỏi ba tao rồi, tao phải học để mai sau còn kiếm việc làm, nuôi vợ con, nuôi gia đình tao. Sen nghe lý lẽ của ông chủ, cô bé có vẻ thấm lắm, gật gù. Đúng vậy, đại thiếu gia ạ, à, thế thì em cũng phải học, em phải học để mai sau còn kiếm việc làm, nuôi chồng con em, gia đình em. Mày không cần kiếm việc làm. Sao ạ? À? chẳng phải mày đã có việc làm rồi sao? Dạ, chẳng phải mày là người hầu cho tao rồi còn gì? Ừ, đúng nhỉ, cậu nói đúng quá. Vậy là bây giờ nó đã có việc làm, chỉ có cậu là không có việc thôi, lần đầu tiên thấy mình, hơn, cậu chủ, sen sướng lắm. Nhưng thực ra cô bé rất thích học. Đi chơi trốn tìm với tao đi. Dạ, tao trốn, mày tìm. Biết ngay mà, lần nào chơi trốn tìm chả là cậu trốn cô tìm mà cậu cũng hay lắm toàn trốn ở đâu ý cô chẳng thể tìm nổi em đếm nha năm mười mười năm hai mươi một trăm cậu chưa xong em mặc kệ em mở mắt đi tìm 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 tòi tòi chẳng thấy cậu hai mươi phút sau cậu ơi em thua rồi hu hu cậu ở đâu đấy hu hu cậu ơi hu hu mày chả làm được cái tích sự gì hết có tìm cũng không xong chán muốn chết luôn cậu bực mình quát mày trốn đi tao tìm em phải làm bài tập về nhà làm cái gì mà làm mày biết cái gì đây không sen há hốc mồm mắt long lanh nhìn cậu là cái kẹp tóc lúc sáng cô thích đây mà sao cậu lại có đại thiếu ra cậu cậu bị bóng a a a cậu tức tím mặt sen bị cấu một cái không thương tiếc em nói sai sao cậu là con trai mà cậu đeo kẹp tóc nhá mày im mồm đi tao cầm chứ tao đeo hả mày thích không ánh mắt thèm thuồng, gật đầu thẹn thùng. Trốn đi, nếu tao tìm không được thì tao cho. Gật đầu tiếp, năm 10, 10 năm 20, sướng quá, lập tức lùi, tìm chỗ trốn. Mày chưa xong tao mặc kệ tao mở mắt đi tìm đây, có lẽ vì do cái cặp tóc đẹp lung linh, sen thích tới mê người à, lần này, trốn rất kỹ. 5 phút, 10 phút, 20 phút, không tìm thấy sen, cậu bắt đầu sốt ruột, một tiếng, chẳng thấy đâu, cậu gọi người giúp việc đi tìm cùng hai tiếng, cả nhà mải miết, nháo nhác gọi tên cô bé con. Mọi người bảo cậu cứ ở nhà đợi, nhưng cậu nhất định không chịu, cậu nhất định phải tìm được con Sen, Sen ơi, mày ở đâu? Sen ơi ra đi rồi tao cho cái kẹp tóc, Sen ơi. Mắt cậu chủ rơm rớm, từ khi sinh ra, chưa bao giờ cậu gọi lâu tới vậy mà không thấy Sen lên tiếng. chương 4, Đại Thiếu ra dạy Sen học. Nghe chọn bộ tại mê audio com sen ơi mày ở đâu con sen kia mày mà không ra là ma bắt mày đi đấy con sen tao mà tìm được mày tao giết mày dọa nạt đủ kiểu cuối cùng cậu chủ cũng nghe được tiếng nói lý nhí nhưng cậu phải hứa cho em cái kẹp tóc nhá đại thiếu ra điên hết cả người nhưng cậu là ai khôn lắm ừ rất chi ngọt ngào bé sen mắc mưu lò dò bước ra bị cậu chủ kéo phăng phăng về nhà khí thế hừng hực cậu chụp kẹp tóc đâu sen mè nheo phía sau tao chưa tẩn cho mày một trận là may lắm rồi con ạ à. trương nam cậu không cõng được em đâu nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com sen gọi mãi gọi mãi mà cậu không tỉnh dậy nhìn cậu sen sợ lắm nó định về gọi các bác xong rồi nó lại không an tâm để cậu ở lại một mình thế rồi nó nín thở nó dìu cậu dậy sau đó, quay người, đưa hai tay ra đằng sau, kéo cậu xích gần phía mình. Vâng, rồi nó cõng cậu. Cũng may hàng ngày cậu biếng ăn, nên cũng nhẹ. Sen chạy một mạch cái miệng chu cho gọi mọi người. Nhìn thấy cậu chủ như vậy, ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Bác sĩ gia đình được gọi tới nhanh nhất có thể. Ngoài bị gãy hai cái răng hàm trên da thì cậu không có gì nguy hiểm, lúc ông chủ bà chủ về tới nơi thì cậu đã tỉnh trời ơi, bé yêu của mẹ, làm sao mà ra nông nỗi này hả con? Bà chủ giọng điệu xót xa, ánh mắt rơm rớm. Sen run lạnh cả người, cậu mà bảo, cậu mà bảo, cậu mà bảo, cậu lấy khế cho nó thì thôi, đời nó tàn. Con thèm ăn khế, nên con, cậu còn chưa nói hết, bà chủ đã ẩm ý, mấy người làm cái gì hả? Tôi thuê mấy người về làm cái gì hả? mười mấy người giúp việc, thằng bé thèm ăn có quả khế thôi cũng phải tự thân đi trèo, căn phòng im thiên thít. Ông chủ vỗ về bà chủ. Mình bình tĩnh, lỗi cũng không hẳn do họ, con mình đi chơi họ quản sao được. Mình nói như đấm vào mồm em ý, nếu vậy thì họ nhận lương làm gì nữa. Mau, mau ra lấy khế cho cậu ăn. Bà chủ thường ngày rất hiền lành dễ tính nha, nhưng mà cứ động vào cậu chủ, là dường như biến thành con người khác bà cha bà hỏi từng người rốt cuộc cũng biết hôm nay cậu đi chơi với sen bà nhìn sen thường ngày bà vẫn nhìn sen rất âu yếm cưng sen chỉ kém sau cậu chủ và ông chủ hôm nay mắt bà nhìn chắc muốn băm nó ra mất bác hồng thấy thế lo cho sen bèn rụt rè nói cũng may là có sen cõng cậu chủ về bà nghe vậy xem chừng cũng nguôi ngoai Sen thở phào, đội ơn bác Hồng đã nói đỡ, đội ơn cậu chủ không khai, đội ơn ông trời thương nó. Sau cơn nóng tính, bà vì thương cậu mà ốm. Ông chủ thay bà quản giáo lại người làm. Ông chủ cũng không quên thưởng cho Sen bộ áo quần mới vì công cứu cậu chủ. Buổi tối, Sen đang chơi búp bê thì cậu chủ gọi. "Sen, chất giọng của cậu sau khi mất đi hai cái răng quả là có đôi chút khang khác." sen cố nhịn cười chạy như bay tới chỗ cậu dạ có em nghe nói mày cõng tao về cậu vừa hỏi tay vừa chắp ra đằng sau trông y như ông cụ non sen sướng quá chắc mẩm là được thưởng tiếp rồi hí ha hí hửng vâng vâng đúng đúng là em cõng cậu đó em giỏi không giỏi cái đầu nhà mày cậu vừa nói vừa véo má sen mặt hầm hầm tức giận ai cho phép mày cõng tao dạ, sen lý nhí, mày lên đây tao cộng